cán hộ. Cái gì? Giao vụ của ta đây. Ta đã cứu Hà cô nương, cô không còn cách nữa. Hai giáo chủ, là bạn hay thù của Thất Tinh Võ Lâm, hãy tự quyết định. Được, ta muốn đọc được Kim Xà Bí Cấp. Quyết định vậy. Rút lui. Hai vị đại pháp, ngừng tay. Giáo chủ, đừng nói nữa. Viên công tử, ngày mai ta đợi công tử với cây cối thụ bên ngoài tôn giáo môn. Được, chúng ta đi. Hả? Đi. Anh Kiến Thành, qua giúp ta. Thế là không ngờ tiểu tử thúi người và tên hôn quân cùng chung một bọn. Câu này ai cũng nói được, ngoại trừ ngươi sao? Hey!
Mau bắt bọn họ, bắt họ lại. Dạ. Lên, mở lên. Lên. Tất cả phải tạc. Đứng yên. Tốt lắm. Tao công công mà đã tới rồi kìa. Đứng yên. Phản tặc to gan, dám kinh động thánh giá. Bắt hết họ. Bắt hết cho ta. Dạ, như vậy là bắt lại cho chúng ta rồi đó Dương gia. Công công, đi mau. Tào Quá Thần à, ngươi. Chuyện xảy ra là dĩ Dương chủ mưu, nô tài đã điều tra rõ ràng. Tào công công cứu giá có công, hãy giải hết nghịch tặc ra ngoài. Dạ, kéo hết cái đám nghịch tặc, chém cho ta. Đi. Anh Đi Nhân à? Anh Đi Nhân nghe thế nào? Anh Đi Nhân. Tiêu Tử, lúc ngươi còn nhỏ ta đã bắt ngươi, và bây giờ rốt cuộc ta đã bắt được ngươi. Coi như chúng ta có duyên phận. Khởi bẩm hoàng thượng, phản tặc đã bị chúng ta đánh bại. An Kim Thành, lần này người hộ giá có công, trẫm. Thương thế của Khanh thế nào? Khanh còn có tâm nguyện gì chưa kết liễu? Hoàng thượng, vì thần trung thành với Đại Minh, không có điều gì yêu cầu. Chỉ mong hoàng thượng xá tội phản nghịch cho phu nhân và con gái của hạ thần. Phản nghịch? Lý Tự Thành, họ đã bị Lý Tự Thành lừa gạt cho nên phản lại với triều đình. Xin hoàng thượng thứ tội cho họ. Trẫm xá tội cho họ, nhưng sự thật họ chưa chắc xóa tội cho trẫm. Ta biết vợ An Đại Nương đang ở đâu, ta đưa người đến đó. Đa tạ. An Đại Nhân, người đâu, mau đưa đi cứu trị. Dạ nè, mau. Cẩn thận. Huynh có sao hay không? A Chính, người này là ai? Công lao thật không nhỏ, tại sao hắn lại nói trẫm là kẻ thù giết cha? Bất luận là có quan tình gì, trẫm cũng sẽ trọng thưởng. Còn có mau tạ ơn. Đi đi. Ngươi tên là gì? Tại hạ họ Diên, tên Thừa Chí, tiên phụ của tại hạ Diên Đốc Sư, Diên Sùng Quán. Cái gì? Tiên phụ có công với quốc gia, tại sao hoàng thượng lại giết ổng? Thông thông lại, thông thông chi, hồi mộng sư.因为你还是你葬我在心里，我剑长三尺抵不过你情丝一缕，你柔情天地红颜美。